Bữa nay mình đi ăn birthday của thằng bạn già. Và các bạn coi đây nó làm sao nha. Đó đang. Đây là kid room. Oh my god. Con ghệ chủ nhà. Hello chị, hello chị, hello chị. Hello chị. Hello chị. À, khỏe. Dạ, dạ quay phim chị. Hello chị, dạ. Rồi cái hết chương trình luôn hả? Chị vui à. Hello. Ai đó trời. Trời ơi trời, nãy giờ đứng tưởng ai không à. Dạ, 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 dạ. Nào vậy? Em xuống hôm qua anh dành. Hey, hello, hello, hello. Anh Khánh rồi, anh rồi. Hello anh. Trời ơi, mấy ông anh không à. Lâu lắm mới gặp lại đó. Ủa chưa anh dành? Nhậu chưa? Không có nhậu. Lâu lắm mới gặp anh này nè. Chị ơi là chị. Còn thằng bạn kia đâu rồi? Đó đâu rồi? Em nướng ngoài thôi. Đang đứng ở bên kia mà. Cái đèn đó đó. Gì đây ta? Ồ, bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Chim cút nè. Đậu dán, tôi nấu. Tôi nấu đậu dán. Rồi rồi. Thôi ai nấu được. Dở đây dở hết. Thôi bây giờ ăn bây giờ thôi. Nguyện tập thể kể rồi đó, đang gồng. Nói còn dính rồi. Ôi dán gì cũng ra luôn coi. Dữ chưa, dữ chưa. Dạ, đi ra nhà. Ông mấy nhà này đẹp ghê mẹ. Alo anh, lo quá không gặp anh. À, khỏe luôn hả? À, khỏe. Đó nó nhậu đâu giờ kêu đâu. Tốt không bây giờ. Để con biết coi, để con coi. Nè, tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. Bên đề bôi, bên đề bôi. Lại coi coi nó làm gì đây. Ồ, nó nướng thịt. Tắm chưa? Gì? Chị nữa hả? Lo nướng cho nó nhanh đi kìa mời ta. Đẹp chưa? Rồi ngồi cái võng này nhìn cảnh đẹp ha. Đã thôi. Có ngủ được đâu. Nằm nhắm mắt để đó thôi chứ ngủ gì. Đoàn tới hả? Kim. Đoàn tới hả? Xì dở cái gì, tao chọn một tay mình vô. Người ta đi làm mệt, người ta đang đuối nè. Ủa, anh chơi bóng rổ có gì vô nạn mệt chứ không mệt mấy em. Á thợ mày quê đó. Rồi, dở nó đầy dở. Ok. Ta phải tính là skill chứ, chứ mệt. Vô nè. Cái đội ăn gian nè. Rồi. Đây là cái lò sưởi để mùa đông á mình đốt cho nó ấm không ạ. Đây là cái máy thổi hơi nước. Cái máy thổi hơi nước thổi cho nó mát. Rocket hả mày. Vô tao thua mày như tao thua á. Chưa. Thôi tại vì về mệt quá chưa ăn no. Thôi nè. Không vô nữa. Chưa. Ồ hoàng hôn xuống đẹp quá hả? Hoàng hôn xuống mà có cái cảnh nước thì đẹp ghê luôn.
nhà của nó nè, không phải nhà của mình đâu nha, nhà nó đó. Lâu quá mày. Mày để gì sao chừng nào nó mới chín? Hả? Không đâu, nó nóng lắm đó. Thôi đi chỗ khác chơi đi em. Hả, em phá mà nó chín cho đốt mày luôn chứ không chín. Ủa con đèn nó ghê vậy ta. Đại gia mà cha. Ủa đại gia có khét mấy nơi. Rồi em dời này nè. Trời ơi, chui cái mỏ nè. Quay ai vậy? Ờ. Trời ơi, quay. Trước khi ông quay mặt tôi để tôi điều chút có khé lát nữa tôi mới điều. Giờ này chưa điều. Chưa điều mà vậy hả? Sáng giờ chảy mỡ là biết không? Làm sáng giờ chảy mỡ luôn. Mày nướng thôi, tao đi ngủ chút coi chi. Rồi làm cái gì đây? Dớt cái đạn gì vậy? Đi ăn ngay đi được rồi. Cứ ăn đi. Ăn đi cứ ăn thôi. Có cái miếng mà biết rồi mà dục hết rồi. Dục hết rồi. Có nói gì nữa, dục hết rồi. Mấy cái này có trọt lỗi không hay là cứ để thổi luôn thôi này. Hả? Thổi lên, trọt lỗi. Em rể này nói trọt lỗ là phải hiểu họ nói cái gì phải không chị? Không. Ghê lắm. Phải nói trọt lỗ trọt cái gì? Ông trọt hết lỗ rồi giờ chỗ lỗ đó đâu mà trọt. Em rể này. Nói cái gì nó coi chừng. Không, cái này phải có lỗ ra cho nó thun đúng không? Dạ, cho tôi đi. Ăn trước nha. Rồi, happy birthday anh Toàn. Thằng nó chơi dở chơi hoài mày lo nướng thịt kìa mày ơi. Thằng nó tào lao ghê không? Phần nửa nó lật còn phần nửa nó không lật mới ghê chứ. Nó nhỏ em mà. Nó chơi trên lầu chơi quê. Thằng này tào lao. Đi đánh bia đánh bát bò phải. Đúng quá ha. Chưa? Chưa à. Mày lấy mà chấm cái xem bò trước đi mày, tao mày biết. Mày đi chỗ khác mày chơi đi tao nướng đó. Ngon quá. Ba vậy chưa. Mà mua lại tao để cái món của mình. Món gì? Ờ thịt chó hả? Ừ. Thịt chó không? Đó. Thứ kia đem lại. Gọn đi. Ăn đi. À, làm người ta đang ăn nè theo quay trời. Trời ơi, dễ chơi. Ngoài trời ngoài nghe xong chưa mày? Mẹ em đây trốn là tao đúng gì nha. Trốn nữa. Chí chí chí. Chị nãy giờ này nha. Vậy à? Tưởng là bạn cái chuyện gà không rồi. Trời. Cây bằng con. Bây giờ cây bằng con đó thấy cũng thảo. Có. Dạ. Mấy chị thấy cũng vậy đâu có đổi đâu tháng gì đâu. Cũng vậy à. Chục năm trước mấy chục năm trước mấy chục năm sau cũng giống nhau không thấy gì thay đổi. Đây là mấy chị em có ông chủ nhà hết trơn luôn á. Còn hả? Còn anh gì nữa? Anh Thái. Không có đi vậy rồi. Cái này là 77 cô rồi. Còn đâu có nói là chí bữa nay có mặt đâu. Em làm surprise. Đó con giận sợ không lên mẹ. Em cứ chọn 46 không mà tại 45 là ngay exit nó không cho mình ngồi. Tại mình có con mic á, nó cho mình ngồi. Em đứng ngồi 46
Yeah. Đó, quảng cáo cái shot này dữ quá, anh thử coi nó làm sao mà không thiệt. Tại vì mình ba bên không thiệt. Là hai người kia hai cái kiểu. Đúng rồi, đúng mà... rồi. Trời, cắt con mắt tay luôn. Trời, quá như vậy. Bốn. Nhìn khúc. Sườn bò đây hề. Thích cái món này. Quá kìa quá, trời ơi quá, có chân giống đi. Chiếc đâu? Họ đang tao. Trời hôm nay làm youtuber rồi hả? Là ổng làm youtuber rồi. Mời các bạn vô Kim, Kim order curry ở đâu, đợt nào? Ăn ngon thiệt á, cái curry. Nha, yeah. Đợt nào xuống là cái cà ri này phải hưởng. Ngon rồi. Để ăn chén cơm của ông Toàn vô thì nó non ngang luôn. Toàn quá. Nhậu mà ngơ cơm ăn. Chạy qua sushi một cơm gì, cảnh ghê luôn á. Cái cơm của Nhật của nó còn nó no dai nữa chứ. Mà biết bữa nay nhậu rồi đi mua cơm ăn. Phá rồi. Hộp đang đói. Không rồi. Ê, nó chạy nhà có đồ ăn kìa. Không, vậy mà nó mua hộp cơm nó cứu được bốn mạng á. Thôi cơm đi cả, chúng ta đang cả buổi. Đâu, tôi nó Tony Khánh. Lũ ăn có hồi nhậu chịu ăn, cảnh ghê. Hộp cơm nó cứu được bốn mạng. Anh á hả? Đói quá mà. Mua lắm. Mua hả? Cơm ông này đói. Đói chưa ông nói. Vậy chị không muốn ăn gì. Makeup giống Lệ Quyên luôn. Nó nó copy thôi, nó diễn giống thôi. Cái chương trình này nó nhái không à? Nhái thôi vậy. Nhờ vậy nhân lấy anh nha. Thôi được rồi, anh lấy một cái cài. Cái giọng của Lệ Quyên đó mình nghe lâu thế. Giống giống thôi à. Sao bằng Lệ Quyên được. Nhưng mà cái cua này ngộ nha. Đói đói cái mấy không ăn nhiều được. Dạ. Kỳ ta. Ai lột lâu quá. Ai lột sẵn ăn nhiều được. Đúng không được nữa. Cái này có kéo quá. Dạ kéo cắt cái da nè. Đúng rồi, chú nói đúng rồi. Và cái nước sốt này ăn ăn với cơm phải không? Dạ, nước sốt đó anh dắt dành vô. Dạ không, dạ được rồi, anh dắt dành vô. Anh đổ miếng sốt ra anh dắt dành vô. Bây giờ đông quá, nó mặn á. Anh lấy chút xíu thôi. Xíu thôi. Cái đó là một chút thôi. Nó mặn á. Chút bình đồng miếng chanh vô. Trời, cái đó là quá ít luôn à. Nó mặn, nhưng mà anh dắt canh vô vừa rồi. Sẽ thấy thử. Nó mặn á anh, thiệt đó, nó mặn á. Mà con giờ mới sốt nó ngon rồi hả? Chẳng là chua, chứ mặn là không mặn nhiều. Cái hộp đó, cái hộp á. Trời, nó cũng đủ quá, ít quá anh nha, đủ. Ít quá sợ, chấm không đủ. Người hát kỳ quá vậy. Thôi người nào, người nấy chấm đi. Không có chấm chung, mất vệ sinh lắm. Không được, không giống ai hả? Dạ. Thấy bác Hồ dạy không? Ăn đủ hai đầu, chứ không ăn đủ một đầu nha. Sao? Chịu không nói, nó hát kỳ quá. Cay, nó cay, nó cứ ăn chụp đó. Em ăn cái bánh tráng trộn này, nó cay quá. Sao mày nó làm cay quá ta? Cay. Cái đó ngon là ngoại. Ồ, thằng tắm lên đẹp trai lắm hơn chưa tắm ta. Má
Là chi đấu tiếp hả? Mở không? Phụ được không? Ghê ta. Chí hồi nãy chiếu được không? Được hả? Thôi không làm nữa, không ạ. Hai cái được rồi ha, thôi đi. Hai cái được rồi, đủ rồi. Sảnh nha. Anh vô kìa, anh vô. Xoay chứ. Nhưng mà cái gì mà hai cái chưa? À, YouTuber phải đi vô đi, vô kênh coi. Đây là theo rừng làm nhé. Thao rừng hấp xã Bù Điền xã Lâm Hơn tầm bắn thằng này tối được quay được hoài mày. Ủa nào phai rồi Tom? Giữa chính hoàn hảo tôi ra là sợ nó không được. Oh man, nó phai rồi. Không có thấy không? Tắt chưa? Tắt luôn kìa. Dạ. Lên lên xuống. Dao này chín ngon quá anh thấy rồi. Chín quá. Ngon nhưng mà nó cái dao nó không ngon. Nó lục quá. Không biết nhà đồ còn dao khác dao nó không bé hả? Cho dĩa to thành thành cho dĩa không không chơm chơm bữa ăn chơm chơm chứ không phải họ chơm đi đâu để chồng con buồn quá làm gì? Ngon quá. Cái này cuốn với cái gì? Là cái đồ mà chú anh là gặp mấy này lắm rồi. Chuyên gia mà trời ơi kéo cắt rồi không có cắt được đâu, cái hồi nãy đã cắt dưa hấu còn cắt không được, nó lấy gì cắt đâu.
Tấm cho em cái dĩa không đó. Chương trình ăn nhậu trai luôn. Giữ 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 luôn. Mình take over đây luôn á hả? Cái gì? Mình take over khu này luôn bên kia, bên bên vuông tọa anh tọa chị không đổi chạy vô hết rồi. Đây cũng. Vô. Anh đẩy cái lên là cho nó giữ hơi nóng nó ngon. Cắt cục qua được rồi, không biết ăn tiếp. Cắt cục luôn đi. Ờ đỡ rồi đó. Giờ mở nhà hàng chuyên bán cuốn ngói ra. Còn lấy rồi. Dừa luôn hết đi. Ừ. Mình đứng lẹ mà bị sỉnh biết không? 3 ly mình chứ 6 ly chứ. Mình dài xong mình lấy ra mình rửa ngâm rửa xong thôi cái chạy đi chợ tiếp mua củ hiền dạ mớ mà tới hơi trễ làm tí ăn hết nửa bụng mà đó anh tới giờ đúng lúc nó đói lại rồi đó tiêu rồi đó. Ngon quá. Nè. Ôi trời, trời ơi. Quá tài. Ồ, ngon quá à nè. Quay cho nó chóng mặt ra bớt. Cho mấy chóng mặt. Mẹ người góc độ uống vô biết chết ly luôn. Kem. Bữa nay bớt đi an toàn á, có cameraman xuống quay phim rồi. Chị đâu? Ra có phải không? Ăn nước cho. Đi vòng vòng với tiêu đấy. Ngon nè, ăn đi kìa mấy em. Ăn đi kìa, cuốn ăn sao? Ăn sao? Ôi trời. Ăn sao? Ăn sao? Camera gì đó YouTube chỉ hơi camera. Ăn sao anh ăn nè. Cứ cho tao biết ăn này. Mấy chục ăn này rồi. Mà hỏi bây giờ xuống không kìa, ba chị một góc mua đồ gì vậy? Ủa ơi, đây mình thấy đợi. Em, cho anh cái ly, cái chai cái gì đó. Anh chịu ăn. Anh có một ba của nó em bỏng nấu là sao? Uống gì? Anh có một ước ao, anh có một xác heo. Rồi, vô đôi tay cái. Nè. Anh cho miếng đường vô được anh. Ủa? Đường nữa hả? Đường ở dưới á, quậy lên. Để này nè, bây giờ mình cuốn miếng đi ha. Ừ. Đúng rồi á. Ăn vô dạ. Mày muốn sao? Tao đút cho mày luôn không? Không, tao đâu cần đâu, chỉ thích thôi. Nậu. Ăn rồi. Sáng rồi mình lấy đó. Mờ. Lên. Qua đây. Hả? Nha hả? Rau vậy. Cây ớt luôn. Ủa sao ớt giống cái cây mình vậy? Này là giờ cây lắm. Hả? Vậy thôi nó rồi đi về ngủ đi đừng đụng bả vợ, muốn ráng ổ nha. Trời ơi vậy cho có phim. Giống như đó hả? Ừ. Bóng điện dài luôn. Không không. Không. Quá xả vô hả? Anh hiếu rồi. Có anh hiếu. Chưa có nhà ối tùm lum xe sao kỳ vậy? Ối gì? Người đầu anh hiếu mới đụng vô là ối rồi. Dancer đó hết rồi. Thank you, dancer.
hôm nay là Kim giả con gã Misa cho hôm Hòn nay hả? Là ngày thành hôn của hai con chúng tôi. Này đỡ hôn gái đi. Này đỡ hôn gái đi. Nhị bái giao đường. Vô đi giao bái. Vô thê giao bái. 1, 2, 3 vô đụng bao. Mỗi bên dụng đó. Lỗi nè. 1, 2, 3 lỗi em. 2, 3 lỗi về chú nhé. Vui vẻ. Em là bất cứ thắng không ai bao giờ.
Phải chi em thấu hiểu, mà anh đã vẫn yêu em rất nhiều. Nói đi em. Và đến đây chân em không có ngày nay ai đợi đến giây đi kia bởi anh kêu người cô quên vì đang ở phía bên đâu nói đi em người ơi hoan quên cô phải sống sao anh vẫn buồn và những ngày vui em về đây bên anh đâu tôi sai vì thế em hay em đâu em là ai đi qua chỗ này còn anh là ai trong một con đường em đây nói đi em người ơi vì sao em nhớ yêu anh như đâu nhớ kiếm tìm anh vẫn đứng đây chờ em.